phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Circle Resin Onia của chúng tôi. Để các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một chiếc vòng tay mang tên của một MC, đó là MC Circle Resin Onia nhé. Và để làm được cái vòng tay này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình. Đầu tiên là cái phần dây. Mình lấy một đoạn dây như này. Tiếp theo là hạt vòng. Một chiếc cái. Mình buộc cái nhá. Đây này là. Sau đó thì mình sẽ ghép các cái hạt vòng. Đầu tiên là mình sẽ lấy cái hạt vòng màu tím. Mình sẽ chọn ba cái hạt vòng màu tím này. Sau đó thì mình sẽ sâu vào bên trong cái từng dây này nhé. Đầu tiên mình sẽ ghép cái phần ghép cái nhá, cắt cái chữ cái nhá, để ghép thành cái tên nhá, chữ S chữ E này, chữ H, chữ V, chữ U, chữ I, chữ cái phần chữ thì tạo thành cái tên thì khá dài nhưng khá là phần hình chữ nhé, phần chữ sau khi này, chữ E, tiếp theo sẽ là chữ Reason, chữ R. Chữ A, chữ A, chữ A, chữ N, chữ
và chữ cuối cùng sẽ là chữ O nhiều thì nó sẽ có chữ O này. Chữ N. Chữ E. Chữ A. Chữ L nhé. Được, như vậy là nó sẽ được tạo ra từ 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 chữ cái đúng không? Rất là nhiều chữ. Các cái chữ này vào cái dây này nhé. Chữ L này. Chữ A nhé. Chữ E.